Xin chào các em đã đến với cái bài học số 5 trong chuỗi cái video chia sẻ về cái việc mình sẽ kinh doanh dropship trên Amazon như thế nào của mình. Thì đây là chuỗi các video chia sẻ về những cái kiến thức kinh nghiệm mà mình đã được tổng hợp lại thông qua quá trình học hỏi và làm Amazon gần 4 năm qua. Thì mong rằng với những cái chia sẻ của mình thì cũng có thể là đem lại cho bạn một cái kiến thức nền tảng cơ bản nhất để giúp mình có thể là làm được và kiếm được tiền trên Amazon thông qua hình thức dropshipping. Ok, thì cái bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ nói đến cái chủ đề là mình sẽ cần phải là chuẩn bị cho một listing như thế nào trên Amazon. Nó sẽ bao gồm những cái thành phần như thế nào. Thì cái việc chuẩn bị này mình theo mình nó rất là quan trọng, bởi vì là nếu mà đăng tải một sản phẩm lên Amazon nó sơ sài thì cái việc sau này mà mình tiếp cận với khách hàng tăng tỷ lệ chuyển đổi cũng như là khi mà mình chạy quảng cáo để tiếp cận được tối đa các lượng lượng khách hàng ấy, thì cái việc mà mình chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng cho một listing sẽ giúp cho cái việc bán hàng của sản phẩm nó sẽ được tốt hơn và nhẹ nhàng hơn, tiết kiệm tối đa chi phí hơn. Đó. Thế nên là mình chia ra làm cái bài mà đăng tải sản phẩm lên Amazon mình chia ra làm hai phần. Thì phần đầu tiên là phần chuẩn bị và phần thứ hai là mình sẽ upload tất cả những cái thông tin mà mình chuẩn bị trước đó rồi trong ngày hôm nay lên Amazon như thế nào. Đó. Thì ok, chúng ta sẽ đi vào bài học chi tiết. Rồi, thì nội dung chính mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay sẽ bao gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị một bộ từ khóa cho sản phẩm. Bước thứ hai là mình sẽ chuẩn bị mô tả chi tiết cho sản phẩm. Và thứ ba là mình sẽ chuẩn bị một bộ ảnh sản phẩm giúp thu hút khách hàng. Ok, chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên liên quan đến keyword. Thì phần keyword thì chúng ta sẽ có một số những cái tiêu chí để lựa chọn. Đó là sẽ lấy từ top những cái seller trong ngách đang bán rất là tốt cái sản phẩm này. Thứ hai đấy là mình sẽ tìm kiếm những từ khóa có lượng search tốt. Thứ ba là có lượng cạnh tranh thấp hoặc vừa phải. Thứ tư là có lượng số lượng là CPA thấp, có nghĩa là cái cần bán được bao nhiêu sản phẩm để có thể lên được top. Và thứ tư đấy là mình sẽ lấy từ khoảng 30 đến 50 keyword. Đó. Keyword chính. Rồi. Ok, thì cái sản phẩm mà mình đem làm ví dụ cho ngày hôm nay đấy là cái sản phẩm Soul Drain Hair Chat. Thì đây là cái tấm lót bồn rửa bát, nắp cống thoát nước, nhà vệ sinh, nhà tắm, ban công. Thì cái tấm lót này sẽ giúp cho cái việc là ngăn cái việc mắc kẹt rác thải hoặc là tóc trong nhà tắm hoặc là cái bồn rửa bát của mình. Đó, để tránh cái tóc hoặc là rác nó bị trôi xuống cống gây tắc nước. Rồi. Thì đây và đây là một cái sản phẩm mà mình lấy trên AliExpress. Ok. Thì sau khi mà tìm kiếm được bộ từ khóa đây, cái từ khóa chính của nó đây mà mình tìm đây. Thì để tìm ra được một cái từ khóa chính, một cái sản phẩm mà bán tốt như thế nào thì bạn có thể là xem lại cái video bài số 4 của mình. Bài số 4 và số 5 để tìm kiếm ra ý tưởng và cũng như là đánh giá xem là cái từ khóa đó, những sản phẩm đó có đủ chất lượng hay không, có đủ lợi nhuận hay không, có bán được hay không. Đó, thì mời các bạn nếu như bạn nào chưa xem thì có thể là xem lại video lesson bài số 3 và bài số 4 của mình. Đó. Thì mình có chia sẻ chi tiết cách để mình lựa chọn một sản phẩm để bán như thế nào. Đó. Và đây là cái sản phẩm mà hôm nay mình sẽ đưa ra là ví dụ. Đó. Thì đây là sản phẩm có từ khóa chính là Soul Drain Hair Trap. Đó. Thì sau khi mà mình search cái từ khóa Soul Drain Hair Trap lên trang Amazon và mình dùng cái công cụ
X-ray của Helium 10. Đó, X-ray của Helium 10. Mình search thì mình sẽ ra được cái bảng như thế này. Đó. Thì đây là cái lượng tìm kiếm hàng tháng của từ khóa này nó rơi tầm khoảng gần 6.000 và chỉ có khoảng 300 cái đối thủ cạnh tranh thôi. Đó. Và mình nghiên cứu là thấy là các cái đối thủ cạnh tranh thì nó cũng không quá khủng. Và cái sản phẩm này mình bán thì cũng có một chút lợi thế, à một chút lợi nhuận nhận mình nhờ. Ok, thì sau khi mà mình search xong thì mở X-ray xong thì nó sẽ ra cái bảng như thế này. Thì ở đây là mình thấy là ở mọi người chú ý là ở bên góc trái của màn hình này mình có khoanh tròn, khoanh đỏ một số những cái sản phẩm nó có cái chữ SP. Đó, đây là những cái sản phẩm mà nó đang được quảng cáo. Thì để tránh cho cái việc là sản phẩm của mình nó cho cái việc mà chuẩn bị từ khóa của mình nó được chuẩn thì mình sẽ loại bỏ những cái sản phẩm có quảng cáo này đi. Đó, thì mình sẽ tích vào những cái sản phẩm có hiển thị quảng cáo và sau đó mình bấm vào cái thùng rác này để xóa những cái sản phẩm này đi ra khỏi cái danh sách bán này. Đó. Rồi, ok, sau đó thì mình sẽ tích và mình lựa chọn ra khoảng 10 những cái sản phẩm mà nó đang bán có lượng bán tốt trong ngách cũng như là nó giống với lại cái sản phẩm của mình đang bán. Đó. Đó thì mình tích 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 vào mình chọn lấy 10 cái sản phẩm. Rồi. Sau khi mà mình ấn chọn được 10 sản phẩm thì mình ấn vào run keyword search. Đó. Đây là nó có một cái công cụ này, run keyword search. Thì sau khi mà click vào cái run keyword search này thì nó sẽ ra cái công cụ Serap Pro của Helium 10. Serap Pro của Helium 10. Thì nó sẽ chạy một lúc, mọi người đợi một lúc thì nó sẽ chạy hết cái thanh tác vụ này và nó sẽ cho mình một danh sách các cái kết quả. Thì đây là nó sổ ra được khoảng 23.900 kết quả các cái từ khóa và có gần 20.000 từ khóa đem lại đơn tự nhiên. Đó. Thì ở đây là mình sẽ làm bước gì tiếp theo? Thì sau đó thì mình chọn ở đây cái phần Mark Style đã, có cái định dạng của từ những cái dạng từ khóa là loại gì thì mình chọn là những cái từ khóa đem lại đơn tự nhiên, những từ khóa organic, những cái từ khóa mà khách hàng viết vào cái thanh tìm kiếm của Amazon để tìm kiếm ra sản phẩm này. Đó. Sau đó mình ấn Amply. Đó. Thì nó sẽ lọc ra tất cả những cái từ khóa mà khách hàng tìm kiếm tự nhiên về những sản phẩm này. Rồi, sau đó mình export nó ra, xuất cái file này ra dưới dạng file Excel. Đó thì là đây là cái bước số 3 và số 4 của mình. Thì là mình là bấm phần export này, sau đó là mình export ra file Excel. Đó. Rồi, sau khi mà xuất ra file Excel xong thì mình sẽ có một cái tệp dữ liệu như thế này. Đó. Và mình sẽ xóa hết tất cả những cái cột mà không quan trọng đi. Thì ở đây mọi người có thể là thấy là mình sẽ còn lưu lại những cột gì. Đó thì ở đây là sẽ có là cái cột đầu tiên là cột phrase này, là những cái từ khóa mà mình lọc được này. Đó. Thứ hai là cột search volume. Đó, đây là những cái lượng tìm kiếm của sản phẩm của cái từ khóa này. Thứ ba là competing product, đây là những cái sản phẩm cạnh tranh trong cái từ khóa này. Thứ tư là cái cọc CPA, CPA, CPA. Ok. Sau đó là đến mình còn lại là mình sẽ để lại thêm một cái cọc là position rank. Thì cái cọc position rank này nó sẽ thay mặt cho cái asin đầu tiên mà mình điền vào trong cái công cụ nghiên cứu này. Sẽ thay cho cái asin này này. Đây, cái asin B07 PB V7 các kiểu này này, đó. Cái đầu tiên mà mình tích vào này của thằng Gotera Gotega này, đó. Đó thì nó sẽ được thay thế bằng cái position rank này. Đó. Rồi, sau đó là mình xóa tất cả các cọc khác đi, mình để tiếp theo là 9 cái asin còn lại thì xem là với mỗi một cái từ khóa này thì những cái thằng đang bán này nó đang xếp ở vị trí số bao nhiêu. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, rồi, sau đó là mình mở thêm một cọc nữa, mình đặt tên nó là cái cột tên là choice, sự lựa chọn. Đó.
Sau đó là mình nhập vào cái ô bên dưới của file Excel này, một cái hàm đếm là count if s đó, và kéo từ cọc E2 của cái position rank đến cái cọc N N2 đó, và có để cái giá trị là nhỏ hơn hoặc bằng 30 để mình đếm xem là những cái 10 cái thằng này thì có bao nhiêu những cái từ khóa organic đang đưa lại đơn cho nó. Đó thì là thông thường thì khách hàng chỉ hay mua hàng đến khoảng 70-80% là khách hàng mua hàng ở 30 vị trí đầu tiên hiển thị trên Amazon. Đó nên là mình đếm nó lại là còn khoảng 30. Đó thì đây là cái công thức đếm của mình. Thì các bạn có thể là thực hành và điền cái công thức này vào. Đó. Đây mình cũng đã nốt rất là to ra rồi. Đó. Rồi sau khi mà mình đếm xong thì mình sẽ dùng cái công cụ lọc đấy, mình click vào cái hàng đầu tiên này. Sau đó mình dùng cái công cụ lọc filter của thằng Excel này, đó, filter. Lọc xong. Đó, mình sẽ bấm vào đây làm cái công cụ lọc. Lọc xong rồi thì mình sẽ bấm vào cái nút sổ ở bên góc phải của cái cọc choi của mình ấy. Đó, xong rồi mình mà sort từ từ largest to smallest, nghĩa là từ A đến Z, từ Z đến A. Thì cái tác vụ này của mình sẽ giúp là đếm xem là có bao nhiêu từ khóa của đối thủ được xếp hạng cao. Thì đây là những cái từ khóa được mua tự nhiên nhiều nhất của cái sản phẩm này, của sản phẩm của đối thủ. Đó. Thì các bạn cứ làm theo này nhá, sort này. Đó, từ Z đến A. Rồi. Sau khi sort xong thì mình sẽ có được cái kết quả như sau. Thì ở đây là mình đã có được những cái từ khóa mà những cái đối thủ ở đó đang xếp hầu như là tất cả 10 cái thằng đối thủ này. Nó đều đang ranking ở trên top 1. Đó, và mọi người có thể nhìn thấy đây. Thì bằng cái cách này thì mình sẽ có thể là dễ dàng tìm kiếm được những cái từ khóa mà có lượng tìm kiếm nhiều đó, và sát nhất với sản phẩm. Quan trọng nhất đó là sát nhất với sản phẩm nhé. Đây là những cái từ khóa mà khách hàng tìm kiếm và người ta lựa chọn để mua hàng của những cái thằng này một cách tự nhiên nhất. Đó, thì ở đây là mình sẽ sort xong rồi. Sau khi mà sort xong này rồi thì mình đã có được bộ từ khóa này. Đó. Đó. Bước tiếp theo thì mình sẽ copy khoảng 100 từ khóa. 100 từ khóa từ cái từ cái cọc phrase này, từ khóa phrase này sang Google Dịch. Đó. Thì cái cách mà mình sử dụng Google Dịch để lọc từ khóa này thì mình hay là dùng để lọc những từ khóa trademark hoặc là những từ khóa không phù hợp với sản phẩm. Thì mình sẽ xem thử xem là những cái từ khóa này nó đang nói về cái gì. Đó, thì thông thường thì những cái từ khóa mà liên quan đến có dính đến trademark, đến thương hiệu ấy, thì nó sẽ không dịch được. Thì mình có thể là xóa cái dòng đó đi. Đó. Thì còn lại là những cái từ khóa có thể dịch được, và mình xem là những cái từ khóa dịch sang tiếng Việt thì nó có khớp với cái sản phẩm của mình hay không, để mình lựa chọn xem là mình sẽ chọn từ khóa gì. Và sau khi mà lọc xong và loại bỏ đi thì từ 100 từ khóa ra thì mình còn lại được khoảng 95 từ. Đó, 95 keyword. Đó. Từ cao xuống thấp đây. Đó, thì đây là cái kết quả sau khi mình lọc được. Đó, mình copy ngược lại vào một cái tab mới của Excel. Đó. Ok, thì đây là cái cách mà mình tìm kiếm ra cái bộ từ khóa đem lại đơn hàng tự nhiên của sản phẩm này. Để mình có thể là sử dụng cái bộ từ khóa này để tối ưu cho sản phẩm. Đó. Rồi sau đó là mình sẽ đến một cái bước, đó là bước lọc ra cái bộ search term. Thì đây là cái bộ từ khóa backend giúp cái con bot của Amazon target chuẩn với những cái tìm kiếm của khách hàng hơn. Có nghĩa là khi mà khách hàng search tìm kiếm một cái từ khóa gì trên cái thanh công cụ tìm kiếm ấy, thì nếu như mà cái sản phẩm của mình nó có những cái từ khóa đó thì Amazon sẽ giúp cho sản phẩm của mình có thể hiển thị trước mắt khách hàng. Đó. Thì cái bộ từ khóa search term này thì sẽ bao gồm là 250 ký tự không trùng lặp. Mọi người chỉ lấy từ 250 ký tự đổ xuống thôi nhá. Đó, và sau khi mà mình lọc xong cái bộ ký từ khóa này, đó thì mọi người có thể là ném 95 cái từ khóa tìm kiếm này. Đó.
và mình lọc trùng, mình chỉ lấy lại những cái từ khóa nào không trùng lặp thôi. Đó, thì anh em có thể là sử dụng cái công cụ Franklin của HelloTen cũng được. Đó, hoặc là mình có thể dùng những cái công cụ khác, như kể cả là ở trong trong Excel cũng có những cái hàm giúp mình lọc trùng những cái ký tự không trùng lặp. Đó. Thì sau khi mà lọc trùng xong những ký tự không trùng lặp thì mình được cái kết quả dưới đây. Đấy. Train hair, catcher, shower, sofa, chap bathroom các kiểu đây. Đó thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 200 hai mấy ký tự gì đấy. Đó. Thì đây là những cái ký tự mà mình sẽ sử dụng cho cái phần short term này. Ok. Rồi. Sau đó mình sẽ đến bước tiếp theo là chuẩn bị cho cái phần mô tả của sản phẩm này. Đó, rồi. Thì mô tả của sản phẩm này sẽ bao gồm 3 phần chính. Phần đầu tiên đó là phần tiêu đề của sản phẩm. Đó, tên của sản phẩm đó là gì? Phần thứ hai đấy là các cái đặc điểm nổi bật của sản phẩm. Thì ở trên Amazon người ta cái phần này người ta có cái thuật ngữ đó là bullet point hoặc là product feature, những cái đặc điểm nổi bật của sản phẩm. Đó. Và thứ ba đấy là cái ở cái phần mô tả chi tiết của sản phẩm này, đấy là cái phần liên quan đến phần mô tả chi tiết. Đó. Là phần description ấy. Description của sản phẩm ấy. Đó. Ok, mình sẽ đi vào từng phần một. Đầu tiên đấy là đây. Thì để chuẩn bị cho cái phần mô tả sản phẩm được tốt thì mình có thể sử dụng cái công cụ là Scribble này, Listing Optimizer này. Đó. Ok, bạn có thể là vào cái phần này của HelloTen được. Để giúp mình có thể là dễ dàng cho cái việc là chuẩn bị cho một listing tốt. Đó thì mình có thể là ném cái phần 95 cái keyword vừa xong. 95 cái keyword vừa xong mà mình vừa lọc được ạ. Vào trong cái phần ô bên trái, sau đó là mình ấn apply. Thì nó sẽ giúp mình là hiển thị những cái từ khóa mà giúp mình viết cái mô tả của sản phẩm này nó được dễ dàng hơn. Đây là nó sẽ hiển thị ra các phần title bullet point 1 đến 5, hai phần subscribe, description hay là một số những cái subject matter đây. Đó thì mình sẽ tùy biến để mình viết những cái từ khóa này vào cho nó chuẩn. Cho nó đỡ bị lặp lại cũng như là để tối ưu tất cả những cái từ khóa này vào trong cái listing của mình được thật là tốt. Đó. Ok thì mình vào cái phần đầu tiên, thế là phần liên quan đến product type, tiêu đề của sản phẩm. Thì cái công thức viết tiêu đề thì nó sẽ là brand, là cái tên của cửa hàng của mình, tên của cái thương hiệu của mình. Sau đó là đến từ khóa chính, là cái từ khóa mà mình kiểm tra thấy là nó đem lại cái lợi thế rất là cao, có lượng tìm kiếm cao này, có cạnh tranh thấp này, có khả năng cạnh tranh với các đối thủ khác trong ngách này. Đó. Cũng như là có những cái lợi thế liên quan đến phần cạnh tranh. Đó. Ok. Thì đây là từ khóa chính mà mình tìm kiếm được trong cái buổi số 3 và số 4 ấy, bài số 3 và số 4 ấy. Đó thì mình sẽ có cái từ khóa chính này. Ok, tiếp theo đấy là những cái từ khóa liên quan đến tính năng, công dụng của sản phẩm. Đó. Thì mình có thể là tìm kiếm và lọc ở trong cái bộ 95 cái keyword vừa nãy mà mình dùng được ấy, thì mình có thể là lấy ở đó cũng được. Đó. Tiếp theo đấy là cái việc là cái dành cho việc gì, nhá. Sản phẩm này dành cho việc gì. Ok. Thì có một số lưu ý của cái tiêu đề này, đó là độ dài của cái tiêu đề thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 80 cho đến 200 ký tự. Thì tùy vào category nhé. Tùy vào cái danh mục sản phẩm mà nó Amazon họ ở giới hạn cái độ dài này. Có một số những cái danh mục sản phẩm về hàng thời trang, may mặc, trang sức thì người ta chỉ giới hạn là mình không được viết quá 80 ký tự. Họ thì chỉ được viết từ 80 ký tự đổ xuống thôi. Còn hầu hết những cái danh mục khác thì người ta sẽ cho mình giới hạn là từ khoảng 200 ký tự. Đó. Thì mình tùy vào xem là cái ngách hàng bán của mình là gì mà mình sẽ giới hạn cái độ dài của cái tiêu đề này cho phù hợp nhất. Đó. Để nó tránh việc là Amazon họ
không cho cái sản phẩm của mình được hiển thị lên do là vượt vượt quá cái tiêu chuẩn này. Ok, cái điều kiện thứ hai của cái phần liên quan đến tiêu đề đó là những cái không có chứa những cái từ khóa đặc biệt như là best selling, hot trend hay là choi, best choi các kiểu đó, thì mình sẽ không được chọn và đưa những cái từ khóa này vào trong tiêu đề. Nếu không thì Amazon cũng sẽ cho là cái sản phẩm này của mình gặp vi phạm. Thứ ba đấy là mình sẽ viết hoa mỗi chữ cái đầu của cái phần tiêu đề này đó. Thì ở đây là với cái sản phẩm này thì mình sản phẩm mẫu này thì mình có làm ra một cái tiêu đề như này đó, Sew Rain Hair Trap, đây đây là cái từ khóa chính của mình. Sau đó là mình sẽ điền thêm một số những cái từ khóa mà mình lọc được ở trong bộ 95 keyword kia. Nó nói về những cái tính năng công dụng của sản phẩm. Đó. Thì ở đây là anti block hair catcher này, hair stopper này, block trap, shower floor rain, cover sink, stain filter, bathroom kitchen accessory, đấy liên quan đến đây là liên quan đến cái ngách của sản phẩm này đã dành cho việc này. Đó, rồi. Thì đây là cái tiêu đề của sản phẩm mà mình viết cho cái sản phẩm này. Và cái tiêu đề này nó sẽ rơi tầm khoảng hơn 100 ký tự thì phải, trăm năm mấy không đếm rõ lắm, nói chung là mọi người sẽ phải đếm, sử dụng một cái bộ đếm gì đấy để đếm xem là cái tiêu đề này nó có phù hợp với lại cái yêu cầu của Amazon hay không. Đó. Và ngoài ra thì ở theo cái thang chấm điểm của Heirloom Ten ấy, thì một cái tiêu đề mô tả của một sản phẩm thông thường thì nó sẽ cần phải có độ dài từ khoảng 150, đó, trên 150 ký tự. Đó. Mà ngắn quá thì nó sẽ khó cho cái việc mà mình sell cho cái sản phẩm này. Tuy nhiên là cũng đừng dài quá. Nói chung là mọi người là sẽ tùy biến và viết làm sao để nó vừa đảm bảo là nó có từ khóa chính, từ khóa phụ của sản phẩm trong cái tiêu đề này. Đó. Cũng như là cái việc là nó đừng có quá máy móc quá, nó đừng có technique, nó có từng đừng có chèn quá nhiều từ khóa vào đây quá. Đó. Và mình sẽ cần phải sắp xếp những cái từ khóa làm sao để cho nó phù hợp nhất. À, ok, tiếp theo là đến cái phần liên quan đến bullet point. Product bullet point, những cái đặc điểm nổi bật của sản phẩm. Thì ở cái phần liên quan đến bullet point này thì các bạn có thể là có nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là mình có thể là tận dụng cái phần mô tả chi tiết của cái thằng supplier của mình bên AliExpress ấy. Đó. Cách thứ hai đấy là mình có thể là tham khảo những cái mô tả sản phẩm của những cái đối thủ khác đang bán sản phẩm gần như là tương tự giống mình trên Amazon. Tuy nhiên là mình không có copy 100% của họ, mà mình sẽ cần phải là coi như là đấy là một cái văn mẫu thôi, và mình viết lại nó theo cái văn phong của mình và cho chuẩn với sản phẩm của mình nhé. Chứ nếu không là nếu như mà sản phẩm của họ đang là sản phẩm liên quan đến một sản phẩm mà có nguyên liệu từ sắt, mà quả sản phẩm của mình là đang là từ silicon và mình lại copy nguyên si của họ là toang nhá. Và cách thứ ba là bạn có thể là tham khảo theo một cái form của mình. Đó. Thì là như thế này, đó là mình hay đặt ra những cái câu hỏi có thể gặp phải và những cái mà khách hàng có thể quan tâm đến sản phẩm. Đó. Thì ở đây là mình sẽ đưa ra một số câu hỏi như là what, when, where, who, why và how. Thì với câu hỏi what thì mình sẽ có thể là viết câu trả lời cho cái câu hỏi là sản phẩm này là gì và dùng vào việc gì. Thứ hai là when, là sản phẩm này được dùng khi nào. Đó. Và tặng vào dịp nào. Ồ, cái này là mình viết bị lộn lộn dòng một chút. Đó. Thứ ba đấy là cái từ là cái câu hỏi về where, sản phẩm này dùng ở đâu. Rồi, tiếp theo đấy là who, là ai là người sử dụng nó, hoặc là cái nếu mà sản phẩm đó là thuộc dạng quà tặng thì cái quà tặng đó thì tặng cho ai. Và tiếp theo đấy là why, tại sao mình lại phải cần tới nó.
Mình có thể nêu nêu ra một số lý do tại sao mà khách hàng nên nên mua sản phẩm này của mình để nó giải quyết được cái vấn đề gì cho khách hàng. Tiếp theo đấy là how, có nghĩa là nó như thế nào, nó có những cái loại tùy biến gì, hoặc là có những cái đảm bảo mua hàng gì khi mà khách hàng lựa chọn mua sản phẩm của mình. Và với cái bullet point này thì cũng tùy vào category nhé. Mà họ sẽ giới hạn cái số lượng ký tự mà mình được phép điền vào trong cái phần mô tả cho sản phẩm. Đó là với những cái dòng liên quan đến thời trang, may mặc, trang sức thì các bạn chỉ được điền tối đa là 100 ký tự mà thôi. Đó, 100 ký tự. Còn với những cái category thông thường như là đồ home and kitchen, hay là đồ chơi, hay là những cái đồ đồ dùng khác trong gia đình, thì mình có thể là điền ở phần này được 500 ký tự cho mỗi một bullet point. Đó. Thì ở đây là mình có 5 bullet point tất cả nhá. Thì mình sẽ tùy vào là cái ngách của mình đang bán là gì, để mình có thể là tùy biến viết cái phần mô tả này vừa đầy đủ, lại vừa phù hợp với lại cái tiêu chuẩn này của Amazon. Thì cái công thức what, when, where, who, why, how này, các bạn ngoài cái việc là mình viết cho cái phần mô tả ngắn, thì mình cũng có thể là áp dụng cho cả cái phần liên quan đến mô tả dài của sản phẩm nữa nhé. Ok, chúng ta sẽ đến với cái phần đây là cái phần ví dụ của mình cho cái phần bullet point này. Thì ở đây là mình nói về cái chất liệu làm ra sản phẩm này. Đó. Tiếp theo đấy là cái công dụng của sản phẩm. Thứ ba đấy là cái những cái mức độ hữu dụng của sản phẩm, nó dùng ở đâu này. Đó. Create design này, đây là nói về cả những cái liên quan đến how, là sản phẩm này như thế nào, nó có điểm gì đặc biệt. Đó. Và cái cuối là cái số 5 thì cũng có khá nhiều đây là cũng là gần như là một cái form nó hơi chung chung ạ. Mình cũng hay dùng hơi chung chung ạ. Thì là ở cái bullet point số 5 này thì hay là nói đến những cái liên quan đến những cái đẹp bảo đảm của shop với khách hàng. Đó là có thể đem lại cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, an toàn, và cái chế độ bảo đảm 100% là khách hàng sẽ hài lòng với sản phẩm này và có thể là hoàn tiền hoặc là đổi trả các kiểu. Đó thì mình có thể là thêm một cái dòng số 5 liên quan đến bullet point này. Đó. Thì đây là cái phần bullet point mà mình chuẩn bị cho sản phẩm này. Đó, rồi, ok. Tiếp theo đấy là mình sẽ đến với phần là product description, phần mô tả chi tiết, phần mô tả dài của sản phẩm. Đó. Thì ở phần mô tả chi tiết sản phẩm này thì mình sẽ phải viết những gì? Đó. Thì là ở đây thì mình có đưa ra một số những cái gợi ý cho các bạn. Đó là như là mình có thể là mô tả về màu sắc, cân nặng, chất liệu, kích thước, hướng dẫn sử dụng của sản phẩm, quy cách đóng gói, và một cái câu call to action, nghĩa là những cái lời mời gọi mua hàng giúp cho khách hàng là dễ ra quyết định hơn, tăng cái tỷ lệ chuyển đổi từ xem sản phẩm sang mua hàng. Đó. Thì cái phần mô tả này, mô tả dài này thì mình sẽ được tối đa viết là 2.000 ký tự. Đó. Và mình cần phải chuyển đổi thành dạng HTML để tối ưu cái tỷ lệ hiển thị. Nếu như mà bạn mà viết mô tả dài này mà không chuyển nó sang HTML ấy, thì nó sẽ dễ là bị dí vào với nhau, giống như là kiểu dạng là một dạng văn xuôi không có xuống dòng. Đó thì nếu như mà bạn muốn cái mô tả của mình có đầy đủ xuống dòng các thứ, thì mình sẽ cần phải là chuyển đổi nó thành dạng HTML. Đó, và chuyển đổi như thế nào thì tí một số bước sau thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình hay làm. Đó. Ok, thì đây là cái cách mà mình viết mô tả cho sản phẩm. Thì ở cái phần này thì mình cũng có thể là vào cái phần chi tiết của sản phẩm trên AliExpress để mình lấy thêm những thông tin. Thì thông thường thì người ta cũng sẽ viết cũng khá là chi tiết ở phần này. Có thể là dạng chữ thì mình có thể là copy luôn, hoặc là dạng ảnh thì mình sẽ cần phải là viết lại những cái thông tin này. Đó. Ở đây thì mình sẽ có một số những cái mà
mình chú ý cho các bạn một chút nhé. Thì để tránh cho cái việc là đổi trả sản phẩm thì mình sẽ cần phải là mô tả thật rõ cái phần liên quan đến hướng dẫn sử dụng, quy cách đóng gói này. Đó, mình dính rồi nên mình muốn chia sẻ và chú ý cho bạn một chút ở đây. Đó. Thì nếu như mà có rất nhiều những cái dòng sản phẩm nó đơn giản thì không sao, nhưng một số những dòng sản phẩm phức tạp một chút thì mình sẽ cần phải mô tả chi tiết kỹ càng cho khách hàng để khách hàng có thể là dễ dàng trong cái việc sử dụng sản phẩm. Thứ hai đấy là cái tại vì là khi mà khách hàng nhận được hàng, một sản phẩm có tốt đến mấy mà bị sử dụng sai mục đích hoặc sai cách thì cũng sẽ không thể nào đem lại được cái hiệu quả cao nhất của sản phẩm, dẫn đến việc là khách hàng sẽ không hài lòng về sản phẩm của mình. Thứ hai đấy là về cái phần liên quan đến quy cách đóng gói này. Đó. Thì cũng có rất nhiều những có một số sản phẩm của mình nó bán theo kiểu theo theo set ấy. Đó. Thì kiểu dạng mình bán theo kiểu dạng một bộ sưu tập, khách hàng có thể là lựa chọn để mua từng cái sản phẩm trong bộ sưu tập đó của mình về để đó. Thì sản phẩm của mình đang bán là dạng sản phẩm lẻ chứ không phải bán theo set. Mình không bán theo hàm một set mà mình bán lẻ chẳng hạn. Đó. Thì nếu như mà mình không mô tả kỹ đấy là một cái gói hàng này của mình nó có bao nhiêu pick thì sẽ dễ dàng tạo ra sự nhầm lẫn của khách hàng khi mua sản phẩm. Họ tưởng là mua một phát là được cả set luôn, tuy nhiên là cái sản phẩm của mình chỉ bán theo theo pick lẻ thôi. Đó thì mình sẽ cần phải là nếu mà sản phẩm của mình bán theo pick lẻ thì mình sẽ phải ghi chi tiết ở đây. Đó thì ở đây là mình có một cái viết luôn một cái phần mô tả của sản phẩm đây. Rồi. Đó thì ở đây là mình sẽ có thêm một chút về liên quan đến feature là những cái tính năng của sản phẩm này. Đó, tiếp theo đấy là những cái liên quan đến cái phần chi tiết của sản phẩm như là chất liệu là gì, kích thước nó là bao nhiêu, cân nặng như thế nào, có những cái màu sắc gì. Đó, và ở đây là có phần là mình ghi đây, package include đây. Là cái sản phẩm này sẽ bao gồm là như là bao nhiêu pick đây. Đó, thì là khi mà khách hàng đặt hàng thì đây là mình chỉ bán là lẻ từng cái thôi. Đây là hair train catcher nhân với một pick đây. Đó, thì là trong mỗi một gói hàng mình gửi đi là chỉ có một cái chứ không phải là cả set ba cái trắng xanh và đen này. Đó, mình sẽ phải lưu ý rõ nhé. Thì vì nếu mà khách hàng mà phàn nàn ấy thì mình sẽ có thể là chỉ cho khách hàng là ở trong cái mô tả của tôi thì chúng tôi đã mô tả rất là chi tiết của sản phẩm rồi. Đó thì là cái bộ này của tôi là sẽ chỉ là có một cái thôi. Đó, bạn có thể xem lại ở trên phần mô tả của sản phẩm. Rồi. Và cuối cùng là cái nút mua hàng, nút call to action của mình hay thêm vào trong cái phần mô tả. Đó thì là đây là hãy thêm sản phẩm này vào giỏ hàng và ấn nút mua hàng để bắt đầu trải nghiệm thú vị của bạn về sản phẩm. Đó. Thì đây mình hay thêm cái dòng ở này ở cuối để gọi là hướng khách hàng đến cái nút mua hàng nhiều hơn. Đó, tăng cái tỷ lệ chuyển đổi lên. Ok. Sau khi mà soạn xong được cái phần mô tả như thế này rồi thì mình sẽ sử dụng cái công cụ là Word2HTML. Thì các bạn có thể là search trên Google Word2HTML và chọn cái Word2HTML.com này thì phải. Word2HTML.com. Thì mình paste cái phần mô tả của mình vào và phần Word Editor này. Đó. Mọi người nhớ là khi mà copy sang thì mọi người nên copy kiểu dạng mà khi paste sang mình sẽ ấn là Ctrl Shift V nhé, Shift Ctrl Shift V. Đó, Ctrl Shift V để mình loại bỏ hoàn toàn những cái định dạng ký tự trước đó của cái đoạn văn của mình. Đó. Thì trên Amazon người ta chỉ cho phép mình cái phần ký tự ấy, thì chỉ được phép là in đậm này hoặc in nghiêng thôi, chứ không được phép là đổi sang một cái phông chữ khác hay là một cái không không được phép đổi sang một phông chữ khác hay là một cái kích cỡ chữ khác. Đó. Không được cho cái chữ nó to ra đâu mà sẽ chỉ được giống nhau hết, mà mình chỉ có thể để in đậm thôi. Đó, in đậm xuống dòng gạch chân các kiểu thì có thể dùng được, còn cái việc là
không không thể làm mà chuyển đổi ấy được. Đấy thì mọi người người có thể là nhìn qua ở đây của mình. Đó. Thế là mình đã chuyển đổi tất cả sang thành ngôn ngữ web rồi. Đó, rồi. Ok, thì đây là cái cách mà mình sẽ chuẩn bị cho một cái phần mô tả dài của sản phẩm này. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đến với cái phần số 3, phần tiếp theo liên quan đến chuẩn bị cho cái mô tả một cái sản phẩm, một cái chi tiết như thế nào. Đó là liên quan đến phần liên quan đến ảnh sản phẩm, product, image. Đó, ảnh sản phẩm. Ảnh sản phẩm thì nó sẽ bao gồm những cái ảnh như thế nào? Thì đầu tiên đấy là ảnh main. Thì là cái ảnh ảnh chính ấy là ảnh thể hiện sản phẩm và hoặc là bộ sản phẩm thể hiện rõ. Cái thứ hai đấy là ảnh version. Đây là ảnh mô tả các cái tùy biến khác của sản phẩm. Thì với cái sản phẩm này của mình nó có 3 tùy biến về màu sắc là trắng, xanh và đen. Thì mình sẽ có cái phần variation này, ảnh variation này. Còn nếu như sản phẩm của bạn mà chỉ có một tùy biến duy nhất, một kích cỡ duy nhất, một màu duy nhất thì mình sẽ không cần phải chuẩn bị cái ảnh variation này. Đó. Thứ ba đấy là ảnh detail, ảnh chi tiết của sản phẩm, ảnh mô tả các cái chi tiết của sản phẩm. Ảnh số 5 là ảnh liên quan đến những cái lợi ích của sản phẩm, những cái tính năng, những cái công dụng của sản phẩm, những cái gì mà sản phẩm có thể đem lại cho khách hàng. Đó. Và ảnh cái ảnh cuối cùng đó là những cái ảnh liên quan đến ảnh lifestyle, những cái ảnh mà chụp thực tế của sản phẩm như thế nào. Đó. Thì sẽ có nhiều những cái sản phẩm mà chụp ở ở trên studio, sẽ có ánh sáng, sẽ có những cái decor màu sắc các thứ linh tinh thì nó sẽ rất là đẹp đẽ. Tuy nhiên là khách hàng cũng cần phải thấy được thêm một số những cái ảnh khác liên quan đến cái phần sử dụng thực tế của sản phẩm để có thể dễ dàng cảm nhận về sản phẩm một cách là thật hơn. Đó. Thì mình cũng cũng bao giờ cũng mình đặt tâm thế của mình là một người mua hàng thì mình cũng 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 muốn như thế. Đó. Ok, tiếp theo đấy là một số những cái ảnh liên quan đến những cái hướng dẫn sử dụng của sản phẩm hoặc là những cái cam kết của mình với khách hàng về chất lượng cũng như là những cái dịch vụ của mình với khách hàng. Đó, thì là đây là những cái ảnh cuối mà mình có thể là chuẩn bị cho cái bộ ảnh sản phẩm này. Ok, mình sẽ đến với phần đầu tiên đấy là liên quan đến ảnh chính, ảnh main, main image của sản phẩm. Đó. Thì cái ảnh này sẽ có một số những cái yêu cầu như sau. Đầu tiên đấy là cái ảnh này phải có nền trắng. Đó. Phải nền trắng nhá. Thì mình có thể là các bạn có thể là sử dụng cái trang web là remu.bg. Đó. Upload cái sản phẩm lên, sau đó là thì cái AI này, hệ toán thuật toán này của web nó sẽ tự động tách nền cho mình. Đó, và mình sẽ lựa chọn là cái nền của nó sang thành màu trắng. Đó, thì nó cũng khá là đơn giản, dễ dễ sử dụng thôi. Có thể lên đó để tìm hiểu nhé. Ngoài ra nếu mà bạn nào mà giỏi Photoshop thì có thể là sử dụng Photoshop để điều chỉnh cái phần tách nền cho sản phẩm này. Đó. Tiếp theo đấy là cái kích thước của ảnh nó phải là tối thiểu mỗi một cạnh nó là phải là 1.000 pixel. Thì đây là cái ảnh trên Amazon nó là ảnh vuông nhá. Mọi người nhớ trên Amazon nó là ảnh vuông. Thế là mọi người sẽ hạn chế là mình sẽ upload những cái ảnh nó thuộc dạng hình tròn hay là hình 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 chữ nhật vào. Đó thì nó sẽ hiển thị nó sẽ không được tốt bằng chuẩn của Amazon nó là phải là ảnh vuông. Đó thì mình sẽ phải chuẩn bị cho một cái nền vuông của cái ảnh này. Rồi. Thì kích thước của nó là phải là tối thiểu là từ 1.000 nhân 1.000 nhá. Thì sau khi mà mình tách nền ở trên trang remu.bg mà dạng free, dạng miễn phí thì nó sẽ chỉ cho mình cái kích cỡ tối đa là 500 nhân 500 thôi. Thì mình sẽ cần phải là chỉnh lại cái kích thước của ảnh. Mình có thể là dùng Paint hoặc là dùng Photoshop để chỉnh lại cái kích thước của ảnh cho cái cạnh nhỏ nhất. Nó là khoảng 1.000 pixel. Thì nếu như mà cái sản phẩm của mình mà ảnh sản phẩm của mình mà nó là những cái hình khác thì mình sẽ cần phải crop lại ảnh nó thành hình vuông. Tiếp theo đấy là một cái số những cái điều kiện khác của ảnh chính, đó là cái ảnh sản phẩm phải chứa 80%, có nghĩa là trong cái khung vuông này thì cái ảnh sản phẩm của mình nó phải hiển thị to và rõ ràng. Nó sẽ rơi tầm khoảng
70-80% của cái phần của ảnh này. Đó. Tiếp theo đấy là không có watermark, logo hoặc chữ. Watermark đó là những cái thông tin in chìm, những cái chữ in chìm trên trên hình ảnh ấy. Thì giống như là những cái ảnh mà mình hay làm kiểu một số những cái website người ta hay 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 đóng dấu bản quyền ấy. Thì nó hay 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 in chìm trên trên cái ảnh ấy. Thì trên cái ảnh chính này của mình không được phép sử dụng cái watermark đó, không được hiển thị logo của cửa hàng của mình, hoặc không có thêm bất cứ cái chữ nào mô tả cho cái sản phẩm này trên cái ảnh chính. Tiếp theo đấy là cái ảnh này phải thể hiện đầy đủ về sản phẩm bán. Đầy đủ. Nếu mà cái như vừa nãy mình cũng có chia sẻ, thì là nếu như sản phẩm này của mình nó đang nó bán lẻ từng cái thì mình sẽ để ảnh lẻ thôi. Còn nếu mà sản phẩm của mình nó bán theo set thì mình sẽ để là ảnh đầy đủ một set của sản phẩm nó như thế nào. Còn nếu như sản phẩm của mình mà có tặng kèm combo các thứ thì các bạn cũng có thể lồng ghép và đặt nó chung vào một cái ảnh chính này để giúp cho khách hàng có thể dễ dàng nhận biết được đấy là sau khi mua sản phẩm này họ sẽ nhận được những gì. Thì đây là cái việc là cái điều kiện là thể hiện đầy đủ về chi tiết về cái sản phẩm bán của mình này của mình nó là có những gì. Và tiếp theo đấy là cái sản phẩm này cái ảnh chính này sẽ không bao gồm hộp đựng hay là gói đựng sản phẩm nhé. Đó thì khác với cái việc là khi mà khách hàng nhận được những gì thì có thể là nhận kèm được cả hộp đấy, nhưng mà mình sẽ không chụp cái hộp đó lên hoặc là chụp cái gói hàng đó lên, lên lên trong cái ảnh chính này, mà mình chỉ để cái ảnh sản phẩm trơn thôi nhé. Đó. Ok. Thì đây là cái ảnh chính mà mình đã chuẩn bị cho sản phẩm này. Rồi tiếp theo. Đó là những cái ảnh variation của sản phẩm. Đó, đây là những cái ảnh tùy chọn của sản phẩm. Thì nó sẽ bao gồm là có thể là những cái ảnh về tùy chọn về màu sắc, kích thước, kiểu dáng, chất liệu khác của sản phẩm. Đó, những cái ảnh khác như ở đây là mình đang có 3 màu thì mình đang để là ba cái ảnh variation của sản phẩm đây. Thì nó cũng gần như là tương tự như là cái ảnh chính nhé. Tuy nhiên là đây là những cái ảnh về những màu sắc khác của sản phẩm mà mình sẽ dùng để upload tại Amazon cho từng cái phần tùy chọn một. Thì mình hoàn toàn mình cũng tương tự như ảnh chính, mình có thể là sử dụng tách nền tại remove.bg, kích thước nền từ khoảng 1.000 x 1.000 pixel để giúp cho khách hàng có thể là dễ dàng zoom và nhìn sát vào cái chi tiết sản phẩm hơn. Đó, ảnh sản phẩm chứa 80%, không watermark, không logo, không có chữ, đó nó cũng giống như cái ảnh main vậy. Đó. Một số những cái điều kiện khác thì nó cũng giống như kiểu của cái ảnh main ấy. Đó. Đây là có bao nhiêu màu, bao nhiêu kích cỡ, bao nhiêu size thì mình cũng sẽ có bằng đó những cái ảnh variation nha. Ok. Tiếp theo đấy là ảnh liên quan đến ảnh chi tiết của sản phẩm. Thì ảnh chi tiết của sản phẩm này thì mình sẽ có thể là mô tả về những cái màu sắc khác nhau của sản phẩm này, những cái kích thước khác nhau, mô tả rõ nét và kích thước sản phẩm. Thì ở đây là mình có để là cái số đo hai vòng của cái sản phẩm này của mình. Thì nếu mà sản phẩm của bạn là 3D thì bạn sẽ cho số đo 3 vòng. 3D chiều cao, chiều rộng, chiều dài sản phẩm. Bạn có thể là sử dụng thêm một số những cái sản phẩm có kích cỡ dễ dàng nhận biết, như là ví dụ như là sản phẩm của mình là cái một cái ảnh một một cái vật trang trí trên bàn chẳng hạn, thì bạn có thể là để đặt ké nó vào bên cạnh một cái laptop hoặc là một cái điện thoại gì đó để khách hàng có thể là dễ dàng so sánh được xem là cái sản phẩm đó nếu mà so với lại một cái sản phẩm khách hàng có thể dễ dàng liên tưởng được thì kích cỡ của nó sẽ như làm sao. Ok. Tiếp theo đấy là cái ảnh này thì bạn có thể là thêm một số những ảnh lifestyle, những cái ảnh chụp thực tế của sản phẩm. Thì với những cái ảnh mô tả chi tiết này thì mình hoàn toàn mình có thể là thể hiện và mô tả với những cái chữ. Như ở đây là mình có thể là chèn thêm là những cái chữ là chữ white, blue hay là những cái kích cỡ đó của sản phẩm đó. Và ảnh chi tiết này thì mình hoàn toàn mình ảnh main thì mình sẽ không có thể là chụp với hộp sản phẩm, nhưng mà ảnh chi tiết này mình hoàn toàn mình có thể là chụp hộp sản phẩm của mình lên cho khách hàng nhận biết được. Nếu như mà cái sản phẩm, cái hộp của bạn rất là đẹp và bạn muốn muốn khoe nó ra cho khách hàng biết. Ok, tiếp theo đấy là đến
những cái ảnh về những cái lợi ích mà sản phẩm đem lại. Đó. Thì ảnh mô tả tính năng công dụng của sản phẩm. Thì nó cũng tương tự như là cái phần liên quan đến trả lời các câu hỏi như là what, when, where, why, how. Nhưng mà mình đặt ra khi mà mình viết mô tả ngắn ấy, thì các bạn cũng có thể là dựa trên những cái câu hỏi đó để các bạn set up những cái cách chụp khác nhau của sản phẩm để nêu bật ra những cái tính năng công dụng của sản phẩm này. Đó. Rồi, ở đây là nó sẽ vừa khít với lại cái lỗ này và sẽ giúp cho là cái bồn rửa mặt, bồn rửa bát này của mình là không bị mắc tóc hay là mắc rác vào này. Đó. Ok, tiếp theo đấy là những cái điểm khác biệt và nổi bật của sản phẩm. Đó. Như cái bộ ảnh liên quan đến sự khác biệt. Đó. Thì trong bộ ảnh này thì mình sẽ làm nổi bật lên những cái khác biệt của sản phẩm giúp giải quyết nỗi lòng của khách hàng. Đó. Thì cái phần này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là bạn đọc review của khách hàng ra sao để mình có thể là hiểu khách hàng hơn về những cái nỗi đau, những cái nhu cầu của khách hàng khi mà sử dụng những sản phẩm khác, nó đang gặp những vấn đề gì. Thì mình hoàn toàn khi mà mình tối ưu cho sản phẩm nó giúp giải quyết được những vấn đề đó, thì mình hoàn toàn mình có thể là đưa lên những ảnh mô tả để giúp khách hàng có thể là dễ dàng hiểu hơn về sản phẩm của mình, nó có sự khác biệt gì so với đối thủ và tại sao lại nên lựa chọn để mua sản phẩm của mình. Đó. Ok, tiếp theo đấy là một số những cái ảnh khác như là cái ảnh liên quan đến hướng dẫn sử dụng, lắp đặt, xử lý các sự cố phát sinh của sản phẩm. Đó. Thì có một số những cái là một cái trường hợp, một số trường hợp là nó khá là hy hữu nhưng mà nó cũng là một cái bài học, đó là với một số những cái sản phẩm mà kiểu đời trước là bán tranh có cái khung bằng kim loại thì phải, thì ở những cái góc cạnh của sản phẩm nó khá là sắc nhọn, nó thì mình có thể là thêm vào một số những cái khuyến cáo, khuyến nghị cho khách hàng khi mà treo cái ảnh sản phẩm đó lên, treo cái ảnh đó lên thì mình nên đeo thêm cái găng tay để mà treo lên để đỡ bị xước xước tay chẳng hạn. Hoặc là thứ hai đấy là mình sẽ có thể là một số những cái hướng dẫn sử dụng, lắp đặt của sản phẩm. Nếu như sản phẩm của bạn là nó quá là khó hiểu đó và cần thêm những cái hướng dẫn chi tiết, ví dụ như gọi là đợt gần đây thì Covid rất là nhiều thì cái nhu cầu liên quan đến DIY, nghĩa là những cái đồ do it yourself ấy, những cái đồ mà thủ công làm tại nhà mà khách hàng có thể là tự làm rất là nhiều. Thì với những cái đồ thủ công như vậy thì mình sẽ cần phải có thêm những cái phần liên quan đến mô tả hướng dẫn khách hàng sử dụng cái bộ sản phẩm của mình như thế nào, từng từng cái công cụ trong cái set đồ của mình sẽ sử dụng cho việc gì đó và từng cái bước như thế nào để sử dụng cho cái sản phẩm thật là được là tốt đó. Ok, đó là xử lý các cái vấn đề phát sinh với sản phẩm. Thì nếu như mà khách hàng mà hay có thể là gặp phải những trường hợp gì thì mình có thể nốt ra và hướng dẫn họ sử dụng cho đúng cách. Đó. Ngoài ra thì mình hoàn toàn có thể là đưa thêm những cái liên quan đến chế độ bảo đảm, bảo hành sản phẩm vào trong những cái ảnh mô tả cuối này, hoặc những cái quà tặng đi kèm. Nếu như mà mình có quà tặng cho khách hàng thì mình cũng mô tả thêm vào cái phần này. Ví dụ như kiểu là mua hàng tại cửa hàng của chúng tôi lần 2 sẽ được tặng thêm voucher chẳng hạn. Đó. Nếu thể là thêm một chút vào đó. Rồi thứ ba. Và tiếp theo đấy là một trong số những cái cách nữa để giúp mình sell ảnh. Đó. Thì là ngoài cái việc là cái ảnh sản phẩm này của mình bán trên Amazon ra, khách hàng tìm kiếm trên Amazon ra thì với cái việc mà sell ảnh này thì nó sẽ còn có tác dụng cả với Google nữa. Có nghĩa là khi mà khách hàng tìm kiếm sản phẩm trên Google thì mà tìm kiếm bằng hình ảnh ấy, thì nếu mà mình sử dụng cái cách sell ảnh này thì sẽ giúp cho cái việc hiển thị sản phẩm của mình nó được dễ hơn rất là nhiều, hiển thị tốt hơn và giúp kéo thêm traffic những cái lượng truy cập từ của khách hàng từ Google vào trong Amazon cái site của mình để mua. Thì ở đây thì mình có đổi tên tiêu đề của ảnh.
Đó, sau khi mà mình chuẩn bị đầy đủ những bộ ảnh kia rồi thì mình đổi tên tiêu đề của nó. Đó thì mình đổi tên tiêu đề ảnh thì theo cái tên của sản phẩm của mình luôn. Đó. Thứ hai là về phần mô tả của ảnh. Thì bạn có thể là chuột phải vào ảnh, do đó vào phần bên dưới cùng ấy, description ấy, hay là property đúng không? Đó, sau đó là mình sang cái phần là detail chi tiết của ảnh và mình đổi cái tên của ảnh này, subject này, đó, cho nó một cái rating 5 sao, được vote 5 sao. Sau đó là phần phần tag, phần comment các kiểu thì mình có thể là thêm những cái từ khóa mà mình lựa chọn vừa nãy cho bộ sticker mà mình chèn vào đây luôn để ngoài cái việc là Amazon giúp target khách hàng tốt hơn lại vừa có thể là hộ kéo thêm traffic từ Google nữa. Đó, thì đây là cái cách mà mình đang làm cho bộ ảnh của mình. Ok, ở trong cái bài này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số những cái công cụ mà mình sử dụng trong cái bài này. Thì đầu tiên là cái những cái công cụ của Heirloom 10 như là phần lọc keyword, đó là fine screen của Heirloom 10 này. Tiếp theo đấy là cái phần xử lý keyword cũng là của fine screen này. Viết listing thì mình dùng cái subscribe này. Tiếp theo đấy là cái phần liên quan đến chỉnh sửa ảnh. Thì ở đây là mình dùng cái trang web là remove.bg này. Dùng một chút về Photoshop để chỉnh cái về size ảnh cũng như là thêm một số chi tiết của sản phẩm như là kích cỡ này, cắt ghép ảnh các thứ này. Và một cái nữa mà mình cũng khá hay sử dụng đó là sử dụng Canva. Thì ở trên cái Canva này cũng có khá nhiều những cái template, những cái mẫu mà các bạn có thể là khéo léo lồng ghép nó vào để giúp cho cái bộ ảnh của mình nó sinh động hơn rất là nhiều. Nó cũng có rất nhiều những cái rất là hay mà bạn có thể là sử dụng trên Canva này. Đó. Thì với việc sử dụng những cái công cụ này thì sẽ giúp bạn có một cái bộ ảnh chuyên nghiệp theo đúng yêu cầu của Amazon hơn. Tiếp theo đấy là liên quan đến những cái một cái công cụ nữa, đây là cái add-on, một cái add-on mình cài đặt trên cái người dùng trình duyệt của mình, đó là cái add-on AliShape. Đó. Vậy thì với cái add-on này thì mình sẽ có thể dễ dàng tải về bộ ảnh mô tả của AliExpress hơn rất là nhiều, chỉ cần click vào một chút là có thể là và một số những biểu tượng thì là có thể là tải về đầy đủ bộ ảnh của AliExpress về về máy của mình rất là nhanh. Và một cái công cụ cuối cùng đấy là Word to HTML. Thì cái này thì sẽ giúp mình chuyển đổi mô tả sang dạng ngôn ngữ web, giúp tối ưu việc hiển thị mô tả sản phẩm hơn rất là nhiều. Khi mà mình chưa có brand, đó, mình chưa có thương hiệu thì mình sẽ cần phải là có một cái mô tả theo dạng HTML này. Còn nếu mà sau là mà bạn có đăng ký brand rồi và sử dụng cái content A cộng thì mình hoàn toàn có thể là tạo ra được những cái listing tốt hơn với những cái tùy biến khác về hình ảnh mô tả cho cái phần mô tả của sản phẩm này. Đó. Thì ngoài cái mô tả ở bên trên của ảnh ra nhá thì ở phần mô tả dưới thì mình cũng có thể là sử dụng thêm những cái ảnh khác nữa. Ok. Thì cái bài của mình hôm nay đến kết thúc tại đây. Thì đây là thuộc chuỗi series chia sẻ của mình về dropship Amazon của mình. Và các bạn có thể là vào trong group cũng như là website của mình để có thể là cập nhật thêm những cái bài viết khác mà mình cũng chia sẻ khá nhiều trong thời gian vừa qua. Ok, cảm ơn và các bạn đã đón xem và hẹn các bạn vào video tiếp theo liên quan đến chủ đề liên quan đến việc mình sẽ sau khi mà chuẩn bị xong cái nội dung này rồi thì mình sẽ upload lên Amazon như thế nào. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.